coi. Rồi. Được chưa? Được đấy. Rồi. Quay vô. Con quay cho. Thơm nè mẹ. Cứ hàng lấy quả mít đâu ấy. Còn trộm. Từ gì đấy? Đồ thay. Được rồi, được rồi, được rồi. Ấn đầu đấy. Quay về đi. Nhiều nhiều người lắm. Có được 3 người bỏ. 3 người bỏ. 3 người bỏ chạy. Ồ, sâu quá hả? Ồ, ngon dã man này các bạn này. Ăn mới. Lợi nói chị đi. Thảo, dạ. Lấy ấy à? Không phải lấy ấy để nâu à? Ừ. Có nhựa mẹ. Lấy cú bóng hả? Từ ra cho mẹ đi. Chứ ăn biết. Ăn bỏ sao ăn được con? Ăn nó mắn, ngon à? Ôi dồi, bỏ ngọt á. Thế à? Này đi. Ý để lau xung quanh nhựa của nó ấy. Đấy, lau bằng cái này đi. Đỡ đỡ ghê rồi, cái này sạch hơn ấy, nó không có mùi ấy. Thế mà. Không tôi thiết nào mùi. Không có đẹp em đem. À, chú nhựa của nó hả? Không đó, chị nói như thế. Cái này, này nó còn đỡ mùi hơn. Không biết này nó không có nhựa. Bên này có ít nhựa lắm, bên nhà còn ít nhựa lắm. Thế à? Bên nhà còn ít nhựa lắm. Chẳng thế à, bạn đừng nói nhiều nha. Lần sau. Thì Vân đang xem này mẹ. Đâu Thì Vân đâu? Thì Vân chú Thuận. À, bảo Thì Vân ra đây đi. Thì Vân ơi, ra đây ăn mít. Mít ngon lắm. Ăn không phải thiếu về ship về cho. Đi rồi. Vân ơi. Quay về đây ăn. Về đây. Vân ơi. Chị thay người khác đi. Vân ơi ạ. Gọi Vân ơi ăn đi đã. Đang ra Bắc Quang rồi. Chị Vân đang ra Bắc Quang rồi. Tí ở về qua đây nhá. Tí về qua đây ăn mít. Vân để dành cho. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì Vân bảo để dành nhé nữa. Ok. Ok Thím Vân nha. Bông hồng nhỏ là bà nào kia? Tôi nhỏ bông hồng là bà nào kia? Gửi cho bà ít kìa. Bà dưới động viên. À. Bà xa quá. Bà trẻ dưới động viên mà. Dạ. Yeah. Bà trẻ là mẹ. Bà có cô bóng này, cô bóng. À. Bà xa quá, nhưng mà vẫn còn nhiều lắm. Nên là bà lên đây. Tôi xuống gửi cho cô. Wow. Wow, ngon dã man nè. Đây đây đây. Mặt thì gầy nè. Ừ, ngon thật đấy. Cái này á, kể cả sơ cũng ăn được cơ. Sơ cũng ngon cơ. Anh cũng vừa ăn vỏ nó mà ngọt. Chắc thế à. Bố mua vậy. Bên này. Anh chấm chồng. Mấy năm rồi. Ăn quả như kẻ trồng cây ấy. Kẻ trồng cây đâu rồi không biết. Kẻ trồng cây là bố ngon đấy. Ờ à, thì vậy thế bạn là như kẻ trồng cây. Ăn mới. Con nói rất là trồng không. Thế bà cầm này em. Cầm lên.
Ship Hà Giang cho Thu. Còn nhiều lắm, chục quả nữa Thu ạ. Cứ bố trí thời gian thì ăn dần rồi. Hôm nào cô về và đây cháu cho ăn. Bạn mít vào ơi. Vâng. Mít này mít khác nhá. Không phải mít họ thường họ đâu. Khiếp. Thế còn không phải mít thường họ nữa. Ừ, nếu mà để thì chị... Mẹ ơi. Mẹ. Bà Nhật này. Hoàng, à không phải đâu, không phải bà Nhật. Nhầm ấy. Mọi nhầm là. Nếu mà để cho ai để bên thế không nó rời này ra chị ạ. Thoải mái mà. Để cái bóng để nó mà. Ừ. Sợ nó rời muối ra ấy. Mít nhà con phải còn khỉ. Nhá, cái này, đoạn này vứt đi cũng tiếc cơ. Nhở. Mít gì mà mít tiếc cả sơ. Tiếc cả cùi. Đợt ra nào. Ngọt không? Ngọt. Ngọt không? Ngọt lắm. Thôi, cứ không đi rồi. Cho tắt đi tít rồi. Tít. Ra đi.